Quảng Ngãi đang gỡ dần điểm nghẽn liên kết vùng bằng các công trình giao thông quan trọng, có tính đột phá và sức lan tỏa lớn để mở rộng không gian đô thị, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ khu công nghiệp đô thị và dịch vụ V-Ship đến trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đầu tư dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, tuyến đường nối từ khu đô thị dịch vụ V-Ship đến thành phố Quảng Ngãi với điểm đầu tiếp giáp quốc lộ 24B xã Tịnh Ấn Tây và điểm cuối tiếp giáp xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh. Với tổng mức đầu tư 694 tỷ đồng, chiều dài tuyến chính đường nối đô thị và khu công nghiệp gần 6,2 km. Công trình vừa góp phần giảm ùn tắc giao thông trên quốc lộ, vừa mở hướng phát triển cho các địa phương nơi có tuyến đường đi qua. Đây là một tuyến đường giao thông có thể nói là rất quan trọng cho sự phát triển của phía đông bắc của thành phố Quảng Ngãi với phía đông của huyện Sơn Tịnh, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị của thành phố Quảng Ngãi nói riêng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương này nói chung. Đồng thời đây là tuyến đường mà giải quyết được bài toán tắc nghẽn giao thông của tuyến quốc lộ 1 từ thành phố Quảng Ngãi ra khu công nghiệp V-Ship. Đẩy mạnh liên kết vùng, Quảng Ngãi đầu tư dự án cầu Trà Khúc 3 bắc qua sông Trà Khúc nối trung tâm huyện Lỵ Sơn Tịnh với huyện Tư Nghĩa, tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, trở thành công trình giao thông lớn mang sứ mệnh mở hướng. Khi cầu Trà Khúc 3 hoàn thành kết hợp với quốc lộ 24B và đường tỉnh 623B trở thành những trục đường chính kết nối cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và quốc lộ 1, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo điều kiện phát triển đô thị trên địa bàn. Cầu Trà Khúc 3 mở ra không gian mới, làm động lực để phát triển đô thị, dịch vụ và hình thành vùng đệm đô thị của phía Tây thành phố Quảng Ngãi. Đây là một trong những công trình được tỉnh Quảng Ngãi chọn để gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Cầu Trà Khúc 3 là nó có rất là ý nghĩa, rất là quan trọng là đối với huyện Sơn Tịnh, bởi vì huyện Sơn Tịnh thì là huyện mà mới đặt cái tiêu chí đô thị loại 5. Hiện nay thì cái tiêu chí mà của hạ tầng thì mới tiệm cận của cái số điểm để đặt tiêu chí đô thị loại 5. Chính vì thế nó góp phần là mở rộng không gian của cái đô thị này cũng như là kết nối giao thông để người dân giữa hai huyện là Sơn Tịnh, Tư Nghĩa rất là gần để mà người ta thuận tiện cho việc lưu thông. Thứ hai nữa là định hướng trong tương lai thì huyện Sơn Tịnh cũng đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng cũng như quy hoạch trung tâm thì sẽ mở rộng ra không gian là từ cầu Trà Khúc 3 là đi thẳng ra là kết nối với huyện Bình Sơn. Hạ tầng giao thông ven biển, cây đũa thần để hình thành và phát triển đô thị vùng ven biển đã được Quảng Ngãi đầu tư đột phá và đang hoàn thiện. Giai đoạn 2B đường ven biển Dung Quốc Sa Huỳnh dự kiến hoàn thành vào năm 2025 sẽ là trục đường ven biển kết nối nhanh liên tục giữa khu kinh tế Chu Lai tỉnh Quảng Nam, khu kinh tế Dung Quốc và thành phố Quảng Ngãi và các huyện phía nam của tỉnh Quảng Ngãi. Đường ven biển Dung Quốc Sa Huỳnh đang tạo diện mạo mới cho dọc bờ biển, tạo động lực thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, từng bước hiện thực hóa ước mơ những đô thị xanh, đô thị hướng biển của Quảng Ngãi. Liên tiếp nhiều nhiệm kỳ đại hội, Quảng Ngãi đều đề ra nhiệm vụ huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo động lực cho phát triển, tiếp tục mở lối, tạo đột phá cho phát triển. Quảng Ngãi quyết định đầu tư dự án đường Hoàng Sa Dốc Sỏi. Chúc mừng dự án đường Hoàng Sa Dốc Sỏi chính thức được khởi công. Hy vọng dự án hoàn thành sẽ kết nối giao thông. Dự án đường Hoàng Sa Dốc Sỏi chính thức được khởi công vào ngày 24 tháng 12 năm 2023. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi thuộc nhóm dự án A có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Đường Hoàng Sa Dốc Sỏi có chiều dài gần 27 km đi qua các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi. Sau khi hoàn thành sẽ tạo hành lang phát triển kinh tế chủ đạo, làm động lực để thu hút đầu tư và khai thác tối đa tiềm năng phát triển kinh tế đối với khu vực phía đông của các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi. Đối với cái tuyến đường Hoàng Sa Dốc Sỏi mà khi có chủ trương của tỉnh là đối với chính quyền địa phương và nhân dân thị trấn Chỗ là rất là vui mừng, bởi vì có một cái con đường lớn đi ngang qua địa bàn và khi các tuyến đường đi qua thì chắc chắn rằng kinh tế xã hội của địa phương nó sẽ thay đổi theo. Đường Hoàng Sa Dốc Sỏi là dự án trọng điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chọn là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Một công trình để khai thác tiềm năng và tạo thêm lợi thế trong thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho Quảng Ngãi phát triển. Sau khi hoàn thành sẽ hình thành trục dọc giao thông quan trọng của tỉnh, kết nối nhanh thuận lợi từ sân bay Chu Lai, khu kinh tế Dung Quốc đến thành phố Quảng Ngãi và các địa phương phía Nam trong tương lai, tạo thành hành lang phát triển kinh tế chủ đạo,
làm động lực để thu hút đầu tư và khai thác tối đa tiềm năng phát triển kinh tế đối với khu vực phía đông của các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu để phục vụ triển khai thi công dự án, phấn đấu hoàn thành vào năm 2025. Sau khi khởi công, thì chủ đầu tư cũng đã rất tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, đó là tập trung vào các vị trí cầu cống để đảm bảo ngay sau khi Tết Nguyên Đán là tổ chức triển khai thi công ngay. Và báo cáo các đồng chí thì là hiện nay thì các đơn vị thi công cũng đã sẵn sàng huy động xe máy, thiết bị, vật tư, nhân lực đến tất cả các cái điểm mà đã đủ điều kiện để bắt đầu thi công. Và trong thời gian đến thì Ban Quản lý Dự án sẽ tham mưu cho đồng chí Chủ tịch Ban tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo lãnh đạo cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của tất cả các địa phương để đảm bảo rằng là phải đảm bảo hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2024 và tổ chức triển khai thi công cơ bản hoàn thành đến tháng 8 năm 2025. Nếu dự án này mà triển khai đúng tiến độ đặt ra thì nó sẽ tạo một cái cơ sở rất quan trọng, nền tảng rất quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi thu hút đầu tư vào cái khu vực phía bắc của tỉnh Quảng Ngãi, đó là tạo ra một quỹ đất rất lớn để phục vụ cho đầu tư phát triển các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Đồng thời nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là giải quyết bài toán về giao thông hiện nay đang quá tải trên quốc lộ 1A ở phía bắc của tỉnh Quảng Ngãi. Và một trong những vấn đề quan trọng đó là kết nối cái hạ tầng giao thông từ thành phố Quảng Ngãi đi các huyện phía bắc của tỉnh và kết nối với sân bay Chu Lai, tạo nên một cái trục dọc giao thông để phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội, giải quyết về đầu tư cũng như là bài toán về giao thông. Nhiệm vụ đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định là một trong ba khâu đột phá của tỉnh. Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 03 về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo động lực cho phát triển. Quảng Ngãi đã tăng nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng các tuyến đường quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Những công trình sẽ mở ra cơ hội để Quảng Ngãi tiến nhanh, tiến xa. Hạ tầng giao thông giúp tỉnh Quảng Ngãi mở ra không gian phát triển mới, liên kết chặt chẽ giữa các tỉnh trong vùng để trở thành một trong những cực tăng trưởng mới, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.